À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 13 tháng 9 và nhận định cho ngày 14 tháng 9 năm 2021. À, thì hôm nay là một phiên thị trường bán ra nhé, các anh chị có thấy là cả đối với HSX, HNX và Upcom thì đều đỏ sàn nhé. Tuy nhiên là cái biên độ giảm nó chỉ loanh quanh khoảng từ 0,2 cho đến 0,3% thôi. À, đối với H trong HSX thì cái VN Index hôm nay khối lượng có sự gia tăng anh chị nhé. Thì anh chị có thể nhìn chi tiết đây này. VN Index hôm nay là giảm 0,3%, khối lượng có sự gia tăng. À, nó cao hơn những cái phiên gần đây, như về cơ bản là nó cũng ở mức trung bình nhé. Cơ bản là mức trung bình. VN 30 cũng thế nhé. VN 30 thì hôm nay cũng có sự gia tăng một chút nhưng mà vẫn dưới mức trung bình. Đó. Index này cũng là phiên bán ra này. HNX Index bán ra, HNX khối lượng gia tăng này. À, thì các chị thấy là mấy cái này, cái HNX Index và VN-Index này nó giảm nhiều hơn là bởi vì gần đây các cái cổ phiếu ở những cái hai cái sàn này này vừa qua nó tăng nhiều thì nó chỉnh nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Tuy nhiên nếu các anh chị nhìn VN-Index thì các anh chị thấy là như chúng ta nhận định các cái phiên trước ấy, thì nó vẫn trong cái xu hướng là hồi phục nhưng mà sideways đúng không? Cái đấy gần nhất các anh chị thấy là ngày 24 tháng 8 này. Kể từ đó thì cơ bản nó hoạt động theo cái khuynh hướng là đi ngang và sideways và nó không mạnh. Các anh chị thấy cũng chia sẻ rồi, chúng ta đáng nhẽ khi thị trường nó hồi nó phải có những cái phiên bùng nổ theo đà kể từ ngày thứ ba cho đến ngày thứ 11 đúng không các anh chị, nếu mà xét từ cái đến đây cũng hơn chục phiên rồi. Và nếu xét theo Kensley Ponell á, đây là ngày số 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, cũng 10 phiên rồi nhé. Thì nếu mà nó mà mạnh thì nó sẽ phải có những ngày bùng nổ theo đà, ví dụ là ngày mai nó phải có, còn nếu không có thì nó cũng sẽ loanh quanh sideways và nó sẽ rung lắc. Cho nên là cái nhịp thị trường này này thì cơ bản chúng ta thấy là nếu mà xét về chỉ số index nha anh chị nhé, thì ở đây thì cơ bản là nó trong hoạt động sideways. Nhìn đây thì có những cái rủi ro nhất định, tuy nhiên là bình thường nhé. Rủi ro như nó rủi ro ở mức gọi là khoảng 40% thôi các anh chị ạ, bởi vì là nó vẫn trên MA20, VN-Index trên MA20 nhé. Thì đây đối với chỉ số index chúng ta sẽ dùng các cái dòng cổ phiếu cũng như đánh giá các cổ phiếu mạnh và yếu và tích lũy của các cổ phiếu để xác nhận lại cái nhận định này, để thực sự xem là hiện nay thị trường chung nó có đúng là sideways không và mức độ rủi ro nó ra làm sao anh chị nhé. Còn nếu nhìn về các chỉ số index này thì chúng ta thấy cũng có những cái dấu hiệu về rủi ro vì khối lượng gia tăng, điểm số giảm nhưng mà giảm thì không không nhiều lắm, vẫn trên MA20 đấy. Thì lát chúng ta sẽ phản biện tiếp về cái thị trường. Bây giờ cụ thể đi vào các cái ngành thì các anh chị thấy là mình đã rời cái mốc so sánh rồi nhé. Nếu trước kia chúng ta so sánh cái mốc là ngày mùng 6 tháng 9 thế này, thì bây giờ ngày ngày nếu trước kia chúng ta so sánh cái mốc là cái ngày này này, đầu tiên là ngày 24 8 này, xong chúng ta di chuyển đến ngày 27 8 này. Tại sao thế? Tại vì lúc chúng ta ở đây thì chúng ta so sánh ngày này nó là ngày đáy. Sau khi gần đây chúng ta so sánh với cái ngày xác nhận mua quay lại. Điểm gì để thấy thứ nhất là bởi vì chúng ta phải thấy là cái độ biến đổi, cái thay đổi của cổ phiếu càng gần càng tốt đúng không ạ? Tất nhiên gần quá thì nó không nói lên điều gì nhưng mà nó phải gần một chút. Đúng không? Thì lúc đầu chúng ta so sánh với đáy này, so sánh với ngày xác nhận quay lại thị trường này. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh với ngày mà nó vượt MA20 đúng không các anh chị thấy không? Đấy, từ ngày đấy chúng ta có 1 2 3 4 5 rồi. Thì khi so sánh như thế này thì các anh chị mới nhìn ra được thấy đúng không, nếu mà nó dài ngoẵng đây này các anh chị nhìn ra đây thì các anh chị thấy là cổ phiếu nó sẽ ở phía trong này rất là dài và chúng ta nhìn sẽ không rõ được, không nhìn thấy được cái động lượng, cái thay đổi của nó đúng không. Đấy, các anh chị nhìn thấy khi chúng ta kéo gần mốc lại thì các cái dòng mạnh ở đây chỉ có là bán lẻ này, dịch vụ tài chính này, dịch vụ vận tải này, hàng không này, khai khoáng này đúng không ạ. Đấy, một số cái dòng công nghệ chứng khoán này, dòng banh bắt đầu nó ở phía trên này rồi nhé. VN-Index các anh chị nhìn đây này, VN-Index nó dưới này, VN30 dưới này, một số dòng mà nó mà nếu mà tính điểm nó bắt đầu yếu hơn rồi đấy. Các anh chị thấy ví dụ như xây dựng này, thép này, nước này, hóa chất này. Nếu chúng ta so sánh dài hơn thì đương nhiên thép nó rất là mạnh, nhưng chúng ta so sánh gần đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây để các anh chị tại sao chúng ta lại phải thay đổi cái ngày như thế này, bởi vì để chúng ta nhìn các cái diễn biến của các cái nhóm ngành nó chuyển động nó dễ hơn anh chị nhé. Còn cái cách đầu tư của chúng ta thì chúng ta không nhất thiết chúng ta phải tìm những ngày mạnh nhất đây, mà chúng ta sẽ đi từ những cái nhóm cấp độ trung bình trở lên nhé. Các anh chị cứ tìm những cái nhóm nào ở mức độ trung bình trở lên, tích lũy chặt chẽ, các cái hình mẫu của các cổ phiếu nó giống nhau đúng không, nó hoạt động đồng dạng với nhau, thì chúng ta sẽ tìm những cái nhóm ngành đó. Đặc biệt nhìn các cái diễn biến về cung cầu của các cổ phiếu đó, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái sự đồng nhất đó, thì nó sẽ tăng thêm cái sự phản biện của chúng ta cho cái nhận định về thị trường chung thì nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi cùng anh chị phân tích các cái cổ phiếu mạnh, các cổ phiếu bùng nổ và các cổ phiếu cho điểm mua nhé. Mình đang chia sẻ với anh chị một số những cổ phiếu mà gọi là cổ phiếu hay hơn các cổ phiếu khác. Thì các anh chị thấy là hiện nay các cổ phiếu mạnh ở đây này,
Đấy, các chị cổ phiếu mạnh nhất này, đúng không ạ? Đấy, rồi cổ phiếu mạnh nhất rồi. Đây, mạnh nhất này, đúng không? Các chị thấy không? CEO này. Vẫn là trong nhóm dịch vụ vận tải nhé, bán lẻ có PSD nhé. Chứng khoán nhé. Đấy, hàng không nhé. Tổng tiền vào nhé. Đấy, các chị làm như này thì các chị vừa nhìn thấy những cổ phiếu tăng điểm mạnh, khối lượng gia tăng, dòng tiền vào và xu hướng lên tốt. Bán lẻ tiếp này, bán lẻ có hai cổ phiếu này, vận tải biển này. Đấy, dịch vụ vận tải này, thép này, TCDD này, đấy các chị nhìn này, thế di động này, bán lẻ này. Đấy, thì trong bán lẻ nó rất nhiều cổ phiếu mạnh nhất đấy. Các chị có thể xem lại mấy cái clip hôm trước thì chia sẻ với các anh chị ấy. Mình cũng rất là hay chia sẻ với anh chị về dòng bán lẻ, đúng không? Bởi vì các cái cấu trúc của nó khá là đẹp. Đấy, như là EVF này, VCR này, VSC này, VSC cổ phiếu rất là đẹp. MNH, HMC. Đó thì các anh chị nhìn qua, các anh chị thấy những cổ phiếu như này là những cổ phiếu mà dựng lên rất là mạnh. Nắm giữ những cổ phiếu mạnh này thì quá tuyệt vời, đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Nó là những cái viên kim cương đấy, mình cần chia sẻ, nó là những cái viên kim cương lộ thiên đấy. Anh chị thì hay đi tìm những cái viên kim cương mà nó ở dưới lòng đất. Nhưng mình thì vẫn chia sẻ là có rất nhiều viên kim cương mà nó lộ thiên rồi, đúng không? Viên kim cương mà lộ thiên thì nó tiếp tục là những viên kim cương tiếp. Đó thì các chị có thể nhìn thấy đây. Đó. Cái này thì chủ yếu để cho chúng ta nhìn các cái nhóm ngành thôi, vì anh chị nhìn các cái nhóm ngành mạnh ấy thì nó sẽ có rất nhiều cổ phiếu mạnh. Đấy thì liên quanh anh chị thấy là sẽ có là dịch vụ vận tải này, hàng không này, vận tải biển này. Để ngân hàng thì có một cổ phiếu thôi, EVF thôi, đúng không? Một số cổ phiếu về đầu cơ bất động sản này. Tại biển thôi. Nói chung là chủ yếu mấy cái dòng này, than, khoáng sản. Đấy, cơ bản hết rồi, các anh chị nhìn nó có số 1 ở đây này. Đó thì chứng tỏ các cổ phiếu mạnh cũng có sự giảm sút so với hôm trước, đúng không? Các anh chị thấy là nó ít hơn khá là nhiều rồi. Nhá, chỉ có tính ra đây chỉ có khoảng hơn chục cổ phiếu thôi, thì nó cũng là khi số lượng giảm đi là chúng ta cũng phải thận trọng một chút nhé. À, có cái này có chia sẻ cho anh chị này, cái nhìn này, cái ngành này, số lượng các cổ phiếu tốt trên thị trường, anh chị thấy là nó có sự sụt giảm này. Đấy. Thủng cái đường trung bình rồi, đây chỉ có 422 cổ phiếu tốt thôi, thì khi mà như vậy thì chúng ta cũng phải cẩn thận một chút đấy các anh chị, thì khi thông thường nó báo hiệu những cái nhịp giảm như thế này, tức là cái số lượng các cổ phiếu hoạt động tốt trên M20 ấy, nó giảm đi thì nó cũng sẽ báo hiệu là nó sẽ có sự co lại phân hóa, thì chúng ta cũng cẩn thận hơn một chút nhá. Thì đi vào các cổ phiếu bùng nổ thì các anh chị thấy là breakout này, đúng không? Mình chọn theo nhóm ngành đi. Các anh chị thấy hôm nay cổ phiếu bùng nổ rất là nhiều luôn. Nhất là nhóm bán lẻ. Đấy, FLT này là cổ phiếu cho điểm mua anh chị nhé. Hôm nay FLT là cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ. Hôm trước có rồi, chia sẻ với các anh chị rồi, khi mà cổ phiếu. Đây là cái vùng sideways của nó này. Đây là cái đáy gần nhất này. Sau một nhịp lên nó có sự rũ lại này. Kiệt khối lượng này. Các anh chị có thể xem lại cái danh sách mà gửi cho các anh chị ngày hôm qua. Các anh chị xem cái danh sách này. Chứng khoán hôm nay, đúng không? Phân tích cổ phiếu đâu nhỉ? Đây, các anh chị nhìn đây, các anh chị có thể thấy thôi, đúng không? Các anh chị có thể nhìn thấy một số cổ phiếu độ PET này này, à, FLT này. Đấy, đúng không các anh chị? Thậm chí nó không phải nằm trong cái nhóm này đâu, mà nó nằm trong cái nhóm này luôn này các anh chị này. Đấy, các anh chị nhìn thấy ngày hôm qua mình chia sẻ với anh chị một số cổ phiếu hay ho, đúng không? Những cổ phiếu mà sẽ có hai loại, một nhóm là cổ phiếu bùng điểm mua bùng nổ, một cổ phiếu hay ho. Thì các anh chị thấy đứng đầu là có PET này, HCM này, hôm qua không nói FLT. Đấy, có một số cổ phiếu DDI, Masan này. Thì những cổ phiếu này là những cổ phiếu mà các anh chị thấy là sau khi một cái nhịp mà nó điều chỉnh, nó đã bắt đầu cân bằng lại rồi. Mình chia sẻ với các anh chị chủ yếu là cái cổ phiếu cân bằng lại rồi, và gần như test, nó kiểm nghiệm, kiểm định cái lực bán ra cạn rồi, thì mình các bạn chia sẻ với các anh chị đấy nhá. Thì này là cổ phiếu bùng nổ, cho điểm bùng nổ này, VSD này là bùng nổ này, nhưng mà đây là bùng nổ chạy nước rút rồi, chúng ta không mua được nhá, các anh chị nắm giữ thôi. DGW cũng thế, chạy nước rút rồi nhá, cũng không mua được, chúng ta chỉ có thể nắm giữ thôi nhé. SAB này thì bùng nổ phía đáy lên, thông thường những cổ phiếu như này nó là dạng cổ phiếu hồi phục anh chị nhé. À, có rất nhiều cổ phiếu đẹp hơn là một, vì thứ hai là cái sự an toàn đó, nó sẽ đến từ các cái cổ phiếu kênh trên xuống lên, chứ chúng ta mà chọn những cổ phiếu phía dưới đáy này thì nó rất là rủi ro. BI này thế này, các anh chị thấy cũng chạy nước rút rồi, các anh chị nắm giữ thôi nhé. TG này thì bùng nổ nhưng mà không phải là điểm mua. SCR nhé, SCR thì hôm nay không phải là điểm mua đâu chị nhé, nó điểm mua của phiên đây, nó điểm mua từ tuần trước này này nhé. Đấy. GTN cũng bùng nổ phía dưới nhé. APG nhưng mà chạy nước rút rồi anh chị nhé, bây giờ chạy nước rút phía trên.
chỉ nắm giữ thôi. WSS thì hôm nay là cho cổ phiếu cho bùng điểm mua bùng nổ đấy. Đây cổ phiếu cho điểm mua. IBC thì bùng nổ phía dưới không tính nhé. TGG chạy nhé, chạy nước rút nhé. API chạy nước rút nhé. TCO cũng thế, những cổ phiếu như này các anh chị nắm giữ thôi. Nó là dạng đầu cơ đấy, những cổ phiếu này chạy rất là kinh. HVN thì không mua được đâu nhé anh chị nhé. Này các anh chị thấy là cái vùng nó có một cái nhịp ở đây này, nó rũ đây này, đây là gọi là hồi phục lại này, các anh chị thấy nó kiệt khối lượng đây này. Đấy, đây bên này test lại kiệt khối lượng nó chạy này nhé. Về hình mẫu của nó thì nó là cái hình mẫu cổ phiếu hồi phục thôi, nhưng thông thường chúng ta sẽ không mua nhé, không mua cổ phiếu này. SPV là cổ phiếu cho điểm mua đấy, này cho điểm mua đấy anh chị nhé. Như này là cho điểm mua bùng nổ nhé. DDV nhé, DDV thì bùng nổ nhưng mà không phải điểm mua nhé, nó đang chạy nó rút ở phía trên là cái gì nắm giữ thôi. DGC nhé, DGC thì là nó cũng vượt nền đấy, nhưng mà rõ ràng cái chỗ này nó nhiều nền quá rồi thì rủi ro không nên mua. Đấy, BMC nhé, BMC thì nền hơi ngắn, hôm nay cũng bùng nổ, các chị thấy bùng nổ này, nền chỗ này ngắn quá, nó có một năm phiên thôi thì cũng rủi ro nhé. TVD thế đang chạy rồi, không đuổi được, nắm giữ thôi. TC6 cũng thế nhé, không đuổi, không đuổi được, chỉ giữ thôi. Đấy, HTST cũng thế chị nhé. Đấy, NSH này, OI này bùng nổ phía dưới đáy này nhé, thì chúng ta chưa xem, chờ đã. TNH, TNS thì đang chạy thôi, điểm mua của nó các phiên trước này. Này là các cái điểm bùng nổ nhưng không phải điểm mua nhé. ICT này chạy rồi nhé. PVC thì yếu ở dưới. Rồi KM thì đang chạy rồi, các anh chị nắm giữ không đuổi được. Đối với cổ phiếu này không đuổi được, VIP với LIG thế này đang chạy hết rồi. Đây vùng kháng cự cũ của nó đây. À đây, hôm nay điểm mua bùng nổ đấy con chị anh chị nhé, LIG này. DGT này thì không tính nhé, hôm nay bùng nổ như đóng như này thì không đẹp. Thế rồi. Vậy thì chúng ta vừa lướt qua các cổ phiếu bùng nổ thì các anh chị thấy là có một số cổ phiếu cho cái điểm mua. Điểm mua bùng nổ trong phiên cụ thể các anh chị có thể thấy là đã cho điểm mua là cái gì? FLT này, WSS này, SBV này và có một cổ phiếu mà chúng ta vừa xem nãy nữa đấy. LG này cho điểm mua bùng nổ anh chị nhé. Copy vào đây. Đấy. Cho đây để gửi cho một số anh chị, nếu anh chị lười xem anh chị có thể đọc nhé. Ok, tiếp theo mình sẽ đi về cái nội dung liên quan đến đánh giá một số cổ phiếu, một số cái ngành theo yêu cầu của các anh chị nhé. Thì mình sẽ đi từ tuần tự nhé anh chị nhé, theo ngành này. Theo ngành hôm nay thực ra có một số cổ phiếu mà chia sẻ với anh chị là nó cũng test và thất bại đấy. Test thất bại thì không có nghĩa là cổ phiếu nó sẽ chết, nhưng mà nó sẽ có một cái nhịp và điều chỉnh mà chúng ta sẽ phải chờ đợi. Thì đầu tiên các anh chị thấy là ví dụ trong cái nhóm này, này có cổ phiếu AAT là nó ok, nó vẫn xuống lên nhé. Cái này ok rồi. Các chị có cần vẽ cái nền ra không? Đây, điểm mua đây. Bùng nổ đây, test lại để chỉnh vẫn xuống lên nhé, cổ phiếu này thì ok. PSD này. Mấy cổ phiếu này thì ngon rồi, vừa nói rồi đúng không? Đang chạy nước rút rồi. DGW cũng thế, sẽ rút rồi. Thế Di Động thì điểm mua đây, hôm trước anh chị thấy Thế Di Động này có điểm mua trong đúng đúng clip luôn đúng không? Đúng điểm mua cancel tiêu chuẩn mà vượt lên. Đúng không? Thậm chí cổ phiếu Di Động này mình còn phát hiện chia sẻ với các anh chị từ những cái điểm này cơ. Các anh chị xem lại xem. Cái ngày này này. Cái ngày 19 89 này. Cái này phát hiện luôn. Đúng không? Các anh chị xem lại cái này phát hiện luôn trong cái ngày 89. Kể cả điểm mua bùng nổ chúng ta cũng nói nhé, bởi vì cái dòng nó mạnh, hình mẫu nó đẹp thì rõ ràng chúng ta sẽ phát hiện ra nó thôi, nhưng chỉ thấy nó chạy rất là ổn. Đó. Pet này ok nhé, pet này hôm vừa nói qua xong đúng không, các anh chị vừa xem trên này, pet này thì vừa nói ngày hôm qua xong, hôm qua các anh chị nhìn trong cái nhóm này, và mình có một cái tên, có một đầu mục gọi là cổ phiếu thoát chứng khoán, tức là những cổ phiếu khá là hay thì đó là những cổ phiếu hay, thì các anh chị nhìn hôm qua có thể nói pet và thoát này, pet và FLT này đó, VG này, GAC này đấy, thì các chị có thể theo dõi ở đây.
Hoàn toàn chúng ta có thể đo lường đấy anh chị nhé, hoàn toàn có thể đo lường được. Cách phân tích của mình anh chị nhìn thì nó rất là đơn giản, nó sẽ rất là ổn định, nhưng nó rất là ổn định với một tư duy, một triết lý, một cách làm, không có gì là quá xa vời và không có gì là quá thần thoại cả. Chúng ta nhìn những thứ rất là đơn giản, đa phần mình chia sẻ với anh chị toàn là những thứ gọi là toán học cấp 1 đúng không ạ, đơn giản ổn định đó. Thì anh chị xem tiếp này, cái dòng tiếp theo nhé, bất động sản là khá rủi ro đấy nhé. VCR thì vẫn ok không sao nhé, nó vẫn đang có, đây là các cái điểm bùng nổ vượt nền này, nhưng một số phiếu phải cẩn thận. BI này thì đang chạy nước rút rồi, nắm giữ thôi, các chị có thể chốt lời cũng được, nắm giữ này. NTC này thì phía dưới không tính. SCR thì là hôm trước là điểm mua nhé, sau mấy nhịp nó điều chỉnh nhé, nay lại bùng nổ lại nhé. Thì cổ phiếu này điểm mua là điểm mua hôm trước, hôm nay các chị có thể mua gia tăng, nhưng mà cơ bản là cái điểm mua là điểm hôm trước. Như này thì nó đang là xu hướng lên khá tốt, an toàn. Sell này phía dưới không tính nhé. KDH thì vẫn ok nhé anh chị nhé, đây là một cái điểm bùng nổ này, đây là cái điểm bùng nổ này. Tuy nhiên là cổ phiếu này thì chưa vượt được khỏi cái nền của nó đâu nhé. Nhưng mà đây, nhìn đây thì nó đang thấy nó xu hướng lên, và những cái điểm bùng nổ này nó là các cái điểm tích cực anh chị nhé, như vậy thì nó vẫn an toàn đi lên. VC3 là dạng bao cung rồi, các anh chị nhìn khối lượng nó bằng ngàn chặn như này, những cổ phiếu như này thì không nên tham gia. À, IDG nhé, các anh chị thấy IDG thì vẫn ổn này, nó vẫn xu thế lên nhé, nó đang tích lũy lại thôi, không nó sẽ chạy được. DRH này thì là cổ phiếu này thì cũng không phải là cái diện mình quan tâm nhiều lắm, với cổ phiếu này nó là cái diện đầu cơ nhé, nhưng mà hình thành cái tiểu xu hướng thì nó đang làm phần đang là hình thành rồi đấy. Kể cả Vinhome nhiều bạn hỏi, nhiều anh chị hỏi, nhưng mà thực ra nó vẫn đang ở phía dưới, nó đang kiểm định lại cái vùng hỗ trợ này. Anh chị nhìn thấy không? Đây là các cái vùng hỗ trợ này, đây là check out này, mua lại này, check out mua lại này, nó kiểm định lại. Chúng ta cũng khối lượng rất là lớn nhé, khối lượng đặt khá lớn nên rủi ro đấy anh chị nhé, chúng ta không nên tham gia cổ phiếu này vội vàng đâu. TG này thì thế nhá, sideways nhé. RVL này thì sideways đi xuống nhé, cổ phiếu này thì còn chờ nó lên chắc phải lâu lâu nữa. IGC này nó cũng lỏng hơn ra rồi nhé. Tuy nhiên là các anh chị có thể nhìn thấy đấy, đây là cái trên nhịp trước của nó này, nhịp trước của nó tăng được 35% đấy nhé. Chị thấy khối lượng nó giảm dần và tích cực nhé. TDC nhé, TDC thì anh chị thấy là trong một sideways thôi nhé, trong một sideways thôi, khối lượng nó giảm dần. KBC nhé, KBC thì cẩn thận một chút nhé, vì anh chị thấy đây cổ phiếu này này nó đang tích lũy ở vùng này này, thì nó tích lũy, đây là cái vùng kháng cự cũ nhá, xong rồi nó vượt nền nhá, đây là điểm mua vùng canceling vượt nền nhá, chạy lên nhá thì nó tích lũy lại. Nhưng mà thông thường như thế này, nếu mà cổ phiếu tốt á là nó tích lũy không, nó phải trên đường MA10. Nhưng các anh chị nhìn như này là thủng MA10 được một xanh nhỉ. Thủng đường MA10 này thì cũng cổ phiếu chưa, nó sẽ không gọi là chết chết được cổ phiếu, nhưng mà nó sẽ có thể anh chị sẽ dính một cái nhịp mà nó sẽ phải, để mình vẽ lại cái hình, nó sẽ phải dính một cái nhịp mà nó sẽ tích lũy lại thôi, chúng ta sẽ mất thời gian chờ, có thể nó cũng sẽ không lên được, có thể đây sẽ là phân phối và có thể nó sẽ tích lũy đi lên, nhưng chúng ta sẽ phải chờ anh chị nhé. Thì thông thường chúng ta làm sao mà bán sau khi tích lũy, à, mua sau khi tích lũy mà bán trước khi nó phân phối thì mới là chuẩn nhất nhé, chứ không phải là mua khi bùng nổ và bán sau khi phân phối, thì hoặc là bán đến khi mà kiểm định được phân phối thì là lúc mà chúng ta sẽ quá chậm nhé. Nguyên tắc tiêu chí là mua sau khi tích lũy và bán trước khi phân phối, đấy là đẹp nhất nhá. Thì đây là các anh chị thấy những cái phiên như thế này này, thì có thể nó sẽ không chết cổ phiếu, nhưng chắc chắn là nó sẽ phải sideways ở đây một thời gian, có thể là nó tích lũy nó lại đi lên, hoặc là phân phối nó sẽ rơi, đấy chúng ta sẽ phải bán trước khi nó phân phối. NVP cũng thế nhá, các anh chị thấy này, nó cũng thủng MA10 này, những cái cổ phiếu như này thì có sự rủi ro nhá. NTL thì hôm nay mặc dù trong mấy cổ phiếu bất động sản thì nó khá là tích cực đấy, nhưng mà cuối phiên thì nó cũng không thể ấy được, cái đây cái vùng của nó này, phía này là bùng nổ vượt nền này, sau đó này không đủ lực chạy nhá, thì chị thấy đây là một uptrend nhá, uptrend rơi lại nhá. Thì trước là cái phiên này, này bán ra này, phiên này là test cung này, đấy, phiên này kéo lên này, phiên này là no supply này. Thế thì phiên hôm nay đáng nhẽ nếu nó MA10 thì đẹp hơn nhá, nhưng nhà từ liêm như thế này thì có vẻ vẫn ok anh chị nhé, vẫn ok, nhưng mà mua thêm hoặc
mua tiếp á, thì chúng ta không nên nhé, nên chờ thêm cho tốt nhất cho nó bứt hẳn lên đi, mình xem thị trường nó như thế nào. Vì thị trường chúng ta nhìn thấy lúc nãy rồi đúng không, rất là nhiều các cái cổ phiếu mà nó cũng bị test nhưng mà thất bại đây. Thị trường thì khối lượng có sự gia tăng mà cũng trên MA20, chúng ta vẫn phải thận trọng hơn đấy. Long Hậu thế nhá, Long Hậu này khối lượng kiệt rồi, cổ phiếu này không xem nhé. Vick kênh dưới xuống xuống nhé. HDC, HDC thì đang vẫn đang trong vùng sideways nhé anh chị nhé, khối lượng kiệt rồi thì có thể nó sẽ chạy được đó. Cổ phiếu này toàn kênh dưới thôi. Nam Long nhé, Nam Long thì đây các anh chị thấy đây, đây là vượt nền này, bùng nổ vượt nền điểm mua cash lên này, bán ra này, kéo lên này, bán ra, khối lượng thấp nhé, có thể nó sẽ đi xuống phía dưới này, nó tích lũy xong nó mới lên được. Tiếp nhé anh chị nhé. Đấy, HTG nhé, HTG thì hôm nay là các anh chị thấy này, đây là cái vùng sideways của nó này nhé, đây những cái phiên rũ kéo lên rũ, khối lượng nó đang giảm dần đấy. Tuy nhiên là cái xu thế xu hướng của nó thì nó đang hình thành một cái đoạn xu xuống rồi, chúng ta phải cẩn thận hơn nhé. Và cái biên này, các anh chị thấy là nó đang là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Đấy, cái biên này của nó đang là 14% anh chị nhé. VDR này thì chạy như một xu xuống đây chị nhé, xu xuống tiếp thế nhá. Đấy, xong mình tạo một nền ngắn này, rơi này thả xuống rồi đấy, đích định thế này, đích này các anh chị thấy nên nó đang rủi ro ngắn hạn đấy. Nếu cổ phiếu đẹp nhé là nó sau khi đây, đây là phiên bùng nổ kéo lên này, đây này uptrend này, hai phiên bán ra thì đương nhiên là chúng ta hiểu rằng có thể nó sẽ phải tích lũy đúng không. Tuy nhiên là nó cân bằng lại rồi, hôm trước nó test rồi, các anh chị thấy phiên test này đúng không, mặc dù test rồi nhưng mà hôm nay nó lại rơi tiếp này, cơ bản nó thủng cái điểm này và test thủng cái điểm này rồi thì có thể trong ngắn hạn nó sẽ phải cần thêm thời gian là tích lũy anh chị nhé. Đó, AS mạng thế nhé, tương tự đích nhé, đây nào rơi rồi, rơi phía dưới đây rồi, cũng nên cẩn thận một chút, đặc biệt những cổ phiếu mà thủng MA10, thủng MA20 các anh chị tích thế này. Ừ, kéo lên này, gần như sau đấy những cái phiên mua vào thì là thiếu cái thiếu cầu đúng không ạ, và bán ra đang mạnh hơn đó, những cái này tạo thành xu xuống cái này, chúng ta phải cẩn thận đi nhé. Ok, mình chuyển qua dòng khác đi, phần cứng phần mềm đi nhé. CMG thì ok nhé, nằm giữ ok ngon nhé, đang lên. ITD này thì chưa có gì điểm nhấn nhé, khối lượng đang kiệt dần để chờ thêm. SGT nhé, SGT cũng thế nhé, cũng lọc như đây tạo gap này, lấp gap thì không hết này. Nhưng cổ phiếu này thì nó nhìn nó hơi lên xuống quá. FPT là hôm nay một phiên điều chỉnh nhá, thủng cái điểm này rồi anh chị nhé, cái này test thủng điểm này rồi, khối lượng gia tăng một chút xíu nhưng mà chưa vấn đề gì. Đây, đây là cái vùng sideways của nó này, chúng ta nên cẩn thận hơn nhé. Bảo hiểm nhé, bảo hiểm chút này, mới mic hôm nay điều chỉnh này nhưng vẫn trên trên MA10 vẫn ok. BMI thế nhé, vì mình này test cái này thì khối lượng thấp ok nhé, BMI vẫn tích cực lắm. BVH nhé, BVH test đúng không, nhưng mà đây nó hình thành một tiểu xu hướng này, và cái xu này được có được 19% thôi thì nó hơi bé. Mình thông thường sẽ mua những cổ phiếu mà có cái phía trước nó khoảng 30-35% trở lên. Chứng khoán nhé, cái gì thì đang chạy ngon đúng không, chạy dựng lên đúng không, BMS ok này. Vick này thì không tính nhé, các anh chị thấy là thứ nhất là đồ thị của nó rất là lộn xộn, trên xu hướng thì mặc dù đây là nó hồi phục rồi nhưng các anh chị này biên độ nó lằng nhằng, cái này khó thành công lắm đấy. WS thì đây điểm mua bùng nổ đúng không, vừa nãy phân tích rồi. FTN thì FTN lại ngon này, các anh chị thấy đúng không, đây là cái vùng sideways của nó này, kiệt khối lượng lại này đúng không, quá kiệt luôn, sau nó test lại phát kéo luôn, ngon mà. FTS này rất là ngon nhé, rất là hay, rất là đẹp anh chị nhé. AS này thì vẫn xu thế lên nhé, viên đi xu thế lên nhé, hôm nay rút chân lên đấy, khá đẹp. Chứng khoán cũng vẫn ok, đây chứng khoán xem là chỗ nào, đây chứng khoán, đây chứng khoán là 1,3% này, chứng khoán đây này, chứng khoán đang mạnh hơn anh chị nhé, mạnh hơn cả VN-Index, cả VN30 trên trung bình.
VCI nhé, vẫn ổn nhé. VSC ổn nhé, đây bùng nổ ổn nhé. SHS thế nhé. Đây vẫn kéo trên MA10, không vấn đề gì, vẫn đẹp. DCI cũng thế. Ok nhé. Chúc mấy cổ phiếu chứng khoán này vẫn ổn nhé. Chỉ có một vài cổ phiếu bất động sản là xấu hơn ở đây như HCM này, các anh chị thấy này. HCM nhé, sau khi nó đây là đánh ngắn hạn này, kéo lên này. Đấy, rũ xuống này. Hôm qua test no supply đúng không? Hôm qua bán ra nhưng không bán được. Hôm nay như hôm nay là bán mạnh luôn này, khối lượng 8,9 triệu này. Đúng không? Do vậy là chúng ta phải cũng phải cẩn thận hơn. Nó mới test thủng phía này thôi, tất nhiên còn phía này nữa. Đấy, MBS thì vẫn tích cực hơn nhé. Test thủng ở phía này này, nhưng phía dưới đây chưa thủng. Nói dòng chứng khoán này chúng ta nắm giữ rồi thì nên theo dõi xem nó như thế nào nhá. Còn anh chị nào mà đang nắm giữ mà nó có lợi nhuận thì mình nghĩ là không vấn đề gì đâu, vẫn ok. Đấy, CVS vẫn ok này. Đây, đa phần thấy nó thủng cái kiểm lượng định gần nhất, nhưng mà cái điểm trước nữa thì nó vẫn ok. Đấy, chứng khoán nhé. Dịch vụ vận tải đây, các anh chị thấy đúng không? TCL này, SKG, FKG lên ngon luôn đúng không? Xu hướng rõ rành rạch luôn. Cứ phiên mua thì khối lượng thấp, à khối lượng cao. Đây, đúng không? Các anh chị thấy phiên bán ra khối lượng thấp. Như này thì thấy nó rất là tiềm năng nó chạy. Đấy. TCD này thế này chạy rồi. VSC nhá, VSC hôm trước có chia sẻ với anh chị là cái điểm mua này. Các anh chị thấy đây có giống mô hình hai đáy không? Đây là đáy, đáy số 1, đây đáy số 2 đúng không? Cắt xuống kéo lên bùng nổ nó chạy thôi. Như phiên như này anh chị thấy là nó rũ này, đây là một phiên rũ check out, nhưng mà check out thứ nhất là kéo hết lên được và hết cả những cái nguồn bán sợ hãi đúng không. Xong phiên hôm sau này nó để kiểm tra tiếp bán ra này, hết sạch rồi nó kéo phát lên ngay đúng không, anh chị thấy chuẩn luôn không. Đấy, nó chạy rồi nhé. ACV này, HH thì giữ thôi, MC thì yếu hơn. Còn đây vẫn ok nhé. Hôm nay rũ này, dòng dịch vụ vận tải rất là mạnh luôn anh chị nhé, rất là mạnh. SGP vẫn ok nhé. À, như này nói chung là các cổ phiếu mà chạy rồi á thì các anh chị thấy cổ phiếu nào mà dưới MA10 á thì cân nhắc nhé. Còn nếu trong nền á, trong nền thì cân nhắc MA20. Đấy, cái này rút chân lên này. Đấy, nói chung dòng dòng dịch vụ vận tải này khá là ổn, chỉ có STG là thủng rồi nhé, thủng cái phần này, thủng điểm này này, mấy điểm này. À không, các bạn hỏi HHVN thì HVN nói rồi đúng không? Đây là cái vùng vùng đáy của nó kéo lên thôi. Đây không có điểm mua, không mua được. VGC nhé, VGC thì khối lượng nó cao quá, hỗn độn lắm, tại này đầu cơ nó cũng nhiều. Thứ hai, các anh chị nhìn vào viên HVN, đây chỉ là đầu cơ thì là cái gì đúng không? Nhìn thì làm gì có ai bê lắm, ai bán đâu, toàn mua thôi mà. Đúng không ạ? Không có lượng bán ra, không có cung. Đấy, DGC rất là mạnh luôn đúng không? Siêu cổ phiếu các anh chị thấy hết nhịp này nhịp khác. Bao nhiêu nhịp rồi? Đúng không? Nền ngắn cũng lên mà nền dài cũng lên. Đấy, nắm giữ thì ok. CSV ok nhá. Đấy, SBV này để mua bùng nổ ok nhá. LTG nhá, LTG thì hôm 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 trước này, đây để mua bùng nổ này. Hôm nay bán ra khối lượng thấp vẫn ok nhá. Chả vấn đề gì. Đấy, DPR xuống lên này. Đấy. Vẫn ok chị nhé. Khai Quang Trung này thì đang khá ổn này nhé. TNT này đang lên này. TGDHM này. Đấy, BMC nhé. BMC anh chị thấy đây là một nhịp chạy rất là tốt này. Nó giống như HAH. Nói chung cổ phiếu nào mà có cái nhịp chạy trước mà tốt thì nhịp chạy hai này rất là dễ, nhịp chạy tiếp theo rất là dễ. Tại sao thế? Bởi vì chị thấy là gần như giai đoạn này này ai cũng biết nó rồi, ai cũng biết được tiếng tăm của nó rồi đúng không? Ai cũng biết là cổ phiếu này lên đẹp rồi. Nhưng mà lên đến đây đẹp mà nhà đầu tư lớn người ta chưa bán ra, chỉ có một số nhà đầu tư người ta chốt lời thôi. Do vậy thì chỉ cần nó test vài phiên nó lại chạy tiếp, lại trở lại đường đua bình thường. Đúng không? Anh chị thấy đúng không? Đấy, MR này nhá, vẫn ok nhá. Các than này. Đấy, TC6 này vẫn chạy này. DVD chạy này, nắm giữ này. TFT nhá, nắm giữ nhá. Các bạn là rất là ok. Ngân hàng nhá. Một số cổ phiếu thì chạy vượt nền rồi. Đấy, TPB này này. Điều này thì hôm nay rũ rũ một nhịp nhá. Có thể nó rũ về đây nó lại quay lên.
Có thể thế đúng không anh chị? Đây là vùng hỗ trợ đó mà. Những dòng ngân hàng này thì nó đang yếu hơn các dòng khác nhé, đa phần một số cổ phiếu hình thành cái xu xuống ở đấy, thận trọng một chút. Còn như một số cổ phiếu mạnh thì nó đang kiệt vốn ở phía trên nhé. Ví dụ các anh chị nhìn như khối lượng nó kiệt khô rồi nhé. Dưới đây cơ bản khi mà bán ra hoặc nó phía gần đáy mà nó khối lượng kiệt này, nó là tín hiệu tích cực nhé. Nhưng mà để mua được hay không á, thì chúng ta cần phải có những cái tín hiệu tích cực khác, ví dụ như là các cái điểm bùng nổ. Không cần bùng nổ phía trên này đâu, nó bùng nổ phía đáy cũng được, đó là những cái tín hiệu tốt anh chị nhé. Đấy, mời về như thế này. Đấy, đây là kiệt vôn rồi nhé. Bọn này đang gọi là ngân hàng đang trước một chuyển biến, trước một cơn bão lớn đúng không ạ? Cơn bão đấy có thể là một sóng lên hoặc có thể là một sóng xuống, bởi vì nó đang ở trong cái bờ vực rất là rủi ro. Nếu cơ hội đến phát là nó hoàn toàn nó chạy được ngay, bởi vì nó đây chỗ này nó đủ hết các cái mặt gọi là giống như các cái hoạt động rũ bỏ các thứ rồi, đủ sức để chạy là chạy ngay đúng không ạ? Và nó cũng đủ sức là sập ngay đúng không anh chị? Đấy, nhìn đây khối lượng nó bán ra mạnh phát là sập ngay, nhưng mua vào mạnh là chạy được ngay, gần như nó đang ở cái ngưỡng như thế, ngưỡng thăng bằng. Đấy, các cổ phiếu ngân hàng đều thế nhé. Cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta chưa nên mua vội. Ok. À, quần áo phụ kiện này, có MSH này vẫn ok này. Cổ phiếu PNG thì không xét đúng không? Đang ở phía dưới à, xuống xuống. VGT ok này. ADH ok này. TNG ok nhé. Các chỉ tiêu thủng MA10 nhưng mà đây nó tích lũy lại thôi. Chúng ta phải bán trước khi nó phân phối đúng không? Thủng MA10 phải bán nếu cổ phiếu đang chạy. Ok, mình nghĩ là đấy, mình sẽ phân tích như vậy nhé. Thì các anh chị thấy rằng là có một số cổ phiếu hay hay mà mình có thể chia sẻ với anh chị ở đây này. Như là một số cổ phiếu hay hay mà các anh chị nên quan tâm á. Ví dụ mình có thể, thực ra số cổ phiếu hay hôm nay rất là ít nhé. Nên các anh chị nhìn này, các cái điểm có cổ phiếu mạnh này, kiệt vôn này đúng không? Mà các anh chị thấy có những cái phiên test này rất là ít, rất là ít luôn, rất là ít nha. Nó rất là ít là bởi vì sao? Tức là số cái cổ phiếu trong cái danh sách mà hôm trước mình có chia sẻ với chị là cái số cổ phiếu hay ho này, hôm ngày ngày hôm nay sẽ ít, rất ít là bởi vì sao? Bởi vì những cổ phiếu nào nó chạy, nó bùng nổ, nó đã bùng nổ rồi, mà hôm nay nếu mà nó không bùng nổ mà nó rũ á, là đa phần rũ thất bại, không phải rũ thất bại mà nó rũ thủng luôn cái đáy cũ luôn. Tức là cái phương pháp, cái test của ngày hôm nay ấy, là một test thất bại, nó là một cái test fail nhé. Do vậy là các anh chị nhìn thấy những cổ phiếu kiệt vôn á, nhìn đến kiểu cổ phiếu kiệt vôn của ngày hôm nay ấy, rất là ít nhá. Thì chúng ta khi mà ít như thế thì chúng ta cũng ngày mai thì trong này cũng rất có rất rất là ít, mình ở đây chỉ chia sẻ được có 4 mã thôi, 4 mã để chúng ta quan tâm ngày mai. BCC này, VSC, BCC anh chị này. Đấy, chỗ này nó là nền số 3 rồi, đây nền số 1, đây nền số 2, nền số 3 này. Thì VSH nền số 2 nhá, số 1 này, số 2 cũng là nền số 3 rồi anh chị nhé. Đó, LHG nhé, LHG đây là nền số 1, đây là nền số 2, đây là nền số 3. Và HDC nhé, thì trong này có hai cổ phiếu bất động sản thôi. Điện này, đúng không? Vậy thiết bị xây dựng nó rất là ít, ngày mai không có nhiều đâu. Đó thì khi không có nhiều thì chúng ta có sẽ có ít cơ hội mua hơn. Và chúng ta phải kiểm soát rủi ro, bởi vì khi mà thị trường có những cổ phiếu mà nó test thất bại ấy, thì nó sẽ tiếp tục, sẽ có những cái phiên mà tiếp tục thất bại. Sau đó chúng ta phải cẩn thận hơn một chút anh chị nhé. Ok, cảm ơn các anh chị. Chào tạm biệt nhé.